tại sao người ta lại nói già như trái cà mà người ta không nói già như trái khác mọi người? Chưa ăn, Năm ăn chưa Năm? Năm cũng chưa luôn hả? Thì hay cười hay ai? Chiều nay ăn toàn đồ bánh tre không à mọi người ơi? Cho vô miếng đường. Đường tương trao tàu hũ chưa leo, ai chưa ăn chưa phải là người. Đồ dưới quê đem lên phải tranh thủ ăn mọi người, mình ăn xong hết mình mới về quê mình bào tiếp được. Như rồi. Và rồi sau đó Kiều Hồng đưa hết đơn, sẽ cho vô miếng nước tương và thêm một muỗng tối phi nữa mọi người. Ta nói nấu với quen, niêm là dính mọi người. Đây cà tím bữa trong đem dưới quê lên nè. Ôi Việt lên đây với tất cả chân thành. Rồi bỏ vô chiên. Lưu số em đi, khi nào má có cần con dâu thì gọi cho em. Vô chiên, mọi người chiên cái một hồi sốt nước tương ăn. Ta nói cũng ngon dữ lắm đó, không phải đùa đâu. Thôi nó vàng rồi, lúc đầu mình gấp ra. Khẩu hình miệng sai, ít ăn lờ nên trong chơi miếng nào miếng nấy chà bá lửa luôn mọi người. Rồi tới cái đoạn này là mới tinh túy hồi nãy nè mọi người nè. Nơi cho mở chợ bình yên lắm mọi người. Đó. À. À. Một người nấu xả cả xóm làng đều thơm. Rồi bắt đầu cho cà tím vô luôn mọi người. Khìa nước tương. Cái món này nhanh lắm, đảo qua đảo lại cái là ok à. Đó. Nhiều quá nó nát. Rồi mấy miếng cà tím bây giờ nó chuyển từ màu tím sang màu đen rồi mọi người, đen xì lì luôn rồi. Vậy ta nói chiều nay đúng nghĩa đồ của mẹ cho luôn á mọi người. Cà tím thì hái dưới quê tép mẹ cho, mẹ cũng làm luôn rồi, bên lên trong chỉ kho thôi đó. Chưa ăn, Năm ăn chưa Năm? Năm cũng chưa luôn hả? Trời ơi, tính ra mình cũng có mối quan hệ rộng rãi với bộ. Ở đây có bao lâu đâu mà ai cũng biết mình hết trơn. Hàng xóm biết được rồi chứ mấy cô chú bên kia biết là con mệt chuyện đó. Nói chứ tâm mình mà ăn thì làm gì cũng thấy nhàn đúng không mọi người? Rồi tắt biết được rồi đó. Đó, trời ơi, nồi tép của cha bây giờ nó thơm ơi là thơm luôn. Đó, mọi người thấy nó sôi sùng sục không? Đó, bây giờ nó kẹo lại vậy nè. Hấp dẫn quá, thơm quá. Ây da, mọi người thấy cái nồi cha nó nấu kinh điển không? Đem vô tới đây rồi mà nó còn sôi ục ục luôn nè. Đó, đem vô nhà rồi mà nó còn sôi luôn á mọi người. Ừ. Con trai, ăn cơm con. Ngon không? Ừ. Dạ ngon. Vừa ăn không?